hôm nay là cảnh quay đầu tiên của tôi ở trong thành nội. Chúng tôi phải dậy từ lúc 3 giờ 30 sáng để make up, làm tóc từ khi trời còn tối mịt. Một cái nhân vật phụ nữ đầy sang chảnh, quyền lực. Tưởng như vậy thôi, nhưng mà thật là không dễ dàng chút nào. Bây giờ chúng tôi còn phải khắc phục đến tất cả những cái chuyện để hậu trường mới biết. Cái đôi giày thì sau bao nhiêu lần các bạn ấy đi tìm cũng vất vả lắm, nhưng mà để tìm được một đôi giày phù hợp như bộ trang phục thì không phải dễ. Và hôm nay tôi đành phải chấp nhận một đôi giày lớn hơn chân mình một cỡ, và chân tôi dán toàn bánh kẹo thế. Hôm nay phong cách của mình nó cũng gần giống siêu mẫu, nhưng mà nói thật là giống lưu siêu mẫu. Lưu siêu mẫu thì đúng hơn. Tôi lưu siêu đến cái mức mà phải đích thân nhà thiết kế phục trang cho bộ phim này. Đó là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Anh đã đích thân đứng giữa cái sân của đại nội và hướng dẫn cho tôi cái cách đi thế nào để cho nó sang chảnh. Hy vọng là sau 17 tiếng tôi cũng có một chút gì đấy thần thái của người mẫu chưa từng bước trên sàn catwalk.